Hello, Bảo Long và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, ngày 14 tháng 1 năm 2022. Happy weekend quý vị. Xin kính chúc tất cả quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, ấm cúng cùng với gia đình. Chiều ngày hôm nay thì Loan Lộc có việc gia đình cho nên không có thể livestream để mà cùng nói chuyện và hát cho quý vị nghe. Loan Lộc xin phép hẹn quý vị là thứ 6 của tuần sau nha. Tuần sau thì mình sẽ hát những cái bài hát về mùa xuân để mà gửi đến quý vị. Tìm ra phương pháp mới điều trị lupus ban đỏ. Một hacker tuổi teen đã tìm thấy lỗi cho phép điều khiển hàng chục chiếc xe điện Tesla từ xa. Đã giàu lại càng giàu, California làm gì với núi tiền trong túi? Người dân Mỹ sẽ được cung cấp khẩu trang miễn phí. Đảng Cộng Hòa đe dọa tẩy chay ủy ban tranh luận tổng thống Mỹ. Hàng không mẫu hạm và tàu tấn công đổ bộ của Mỹ cùng tiến vào Biển Đông. Một nhóm đã tiêm kích đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Tin vui từ hãng dược AstraZeneca. Người cha dẫn con gái 7 tuổi chạy trốn để ngăn con chích ngừa. Tin Việt Nam, nghệ sĩ Bạch Tuyết kỳ vọng đưa cải lương đến gần khán giả hơn. Thưa quý vị, tin đầu tiên của ngày hôm nay, tìm ra phương pháp mới điều trị lupus ban đỏ. Theo kết quả nghiên cứu được đăng trên Journal of Clinical Investigation, phương pháp điều trị mới sẽ ức chế các tế bào miễn dịch cụ thể liên quan đến chứng viêm thận lupus. Các tế bào miễn dịch này còn gọi là tế bào T, ảnh hưởng đến thận bằng cách tương tác và liên kết với các tế bào khác, giống như một chiếc chìa khóa bị cắm vào ổ khóa. Để phá vỡ quá trình gây tổn thương thận, các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại kháng thể vô hiệu hóa tế bào T, giống như cho keo vào ổ khóa để mà ngăn chìa khóa cắm vào. Lupus ban đỏ là một bệnh tự miễn, trong đó có hệ miễn dịch cơ thể mất đi khả năng nhận biết và phân loại các kháng nguyên của cơ thể và các tác nhân gây hại ở bên ngoài, từ đó thì tấn công vào các mô của mình và có thể gây ảnh hưởng đến rất là nhiều cơ quan ở trong cơ thể. Số liệu thống kê cho thấy khoảng 50% số bệnh nhân lupus ban đỏ có thể diễn tiến bệnh trở thành viêm thận lupus, một chứng viêm có thể phá hủy thận. Một số bệnh nhân không đáp ứng tốt các loại thuốc điều trị hiện nay. Tuy nhiên, ngay cả khi cơ thể của họ có thể đáp ứng thuốc, phương pháp điều trị hiện hành có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, bao gồm là ức chế hệ miễn dịch và nhiễm trùng. Thì cái phương pháp mới này giúp rất là nhiều cho ai mà bị cái bệnh lupus mà ban đỏ đó quý vị. Bị cái bệnh này rất là khổ quý vị. Hồng Loan có một người em ở bên Việt Nam là bị bệnh này. Nó giống như là nó không có tạo ra được cái kháng thể mà nó cơ thể của mình nó không chống lại được bất kỳ cái gì hết, nó làm cho mình rất là yếu đuối. Và nó dẫn đến suy thận, thì quý vị cũng biết bệnh suy thận thì rất là khó chữa trị, mà họ đang nghiên cứu về cái hướng này để mà có một cái phương pháp mới chữa trị được bệnh này thì quá là mừng. Một hacker tuổi teen đã tìm thấy lỗi cho phép điều khiển hàng chục chiếc xe điện Tesla từ xa. Một hacker trẻ tuổi đã tìm ra cách để mà điều khiển từ xa với hơn 25 chiếc xe Tesla ở 13 quốc gia, theo một chủ đề trên Twitter mà anh này vừa mới đăng. Tuy nhiên, hacker này có tên là David Colombo đã giải thích trong bài đăng của mình rằng lỗ hổng này không phải là lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng của xe Tesla, mà đó là lỗi của chủ sở hữu. Thì anh nói là anh có thể vô hiệu hóa hệ thống camera từ xa của xe Tesla, mở cửa khóa và mở cửa sổ, thậm chí là bắt đầu lái xe mà không cần chìa khóa. Anh cũng có thể xác định được vị trí chính xác của chiếc xe. Tuy nhiên thì Colombo giải thích rằng anh không thể thực sự điều khiển với bất kỳ hệ thống lái, ga hoặc là thắng nào của Tesla. Vì vậy ít nhất chúng ta không phải lo lắng về một đội quân xe điện được điều khiển chạy vòng vòng, lòng nhòng trên đường phố. Và anh cũng cho biết là anh đã thông báo vấn đề này với đội an ninh của Tesla và họ cũng đang điều tra quý vị. Trước đó không lâu thì một ứng dụng Tesla của bên thứ ba có tên là TesLab đã báo rằng họ đã thấy sự hết hạn đồng thời của hàng ngàn những cái mã thông báo xác thực của xe Tesla từ phía Tesla. Ứng dụng của TesLab đã sử dụng các API của Tesla cho phép ứng dụng này thực hiện những việc như là đăng nhập vào xe, bật hoặc là tắt hệ thống camera chống trộm, mở khóa cửa, mở cửa sổ. Và sự việc này đã làm dấy lên một cái tâm lý hoài nghi, đặc biệt từ những người không có cái ý thích sử dụng xe điện.
thì từ tuyên bố đó là lỗi của chủ sở hữu, không phải là do lỗ hổng của Tesla, thì đây là khái niệm của hack, theo nghĩa là sử dụng chìa khóa của ai đó để dưới tấm thảm để mà mở cửa khóa. Tesla có một cái IP thì người dùng có thể sử dụng IP để mà tạo khóa, thì người sử dụng xe chỉ cần kết nối thiết bị di động của họ để mà có thể mở khóa hay là tắt khóa của cái xe Tesla. Thì cái người đó đã lợi dụng cái lỗ hổng này đăng nhập vào cái tài khoản của cái người sử dụng để mà điều khiển một số chi tiết của xe Tesla. Mà mình thấy đây rõ ràng đó giống như là một cái họ có nghĩa là giống như một cái nhà, mình lấy cái chìa khóa của mình giấu một nào nơi nào đó, thì cái người thứ ba họ kiếm được cái chìa khóa đó ở đâu và họ có thể mở ra vô nhà mình được, thì giống như vậy thôi. Có nghĩa là này nói là đúng là do là cái người chủ họ bị họ bị hack vào cái account của họ, chứ đúng không rồi. Phải là vì cái chiếc xe nó bị lỗi, cái lỗ hổng ngay chỗ đúng, nào đúng. Mà người ta có thể hack vào chiếc xe. Thì thông thường có thể là những cái loại xe thông minh họ có thể họ cài sẵn trong cái phone họ, thì khi mà họ đi tới gần thì tự động cái cửa mở ra hay là như thế nào đó, hoặc là họ cầm cái phone họ có thể bấm được mở cửa và đề máy sẵn trước khi mà trời lạnh đó, họ đề máy để mà tăng nhiệt độ lên khi mà họ ra họ không có cảm thấy lạnh đó. Thì đó là một cái cách thức hoạt động của họ. Đã giàu lại càng giàu, California làm gì với núi tiền trong túi? Với doanh thu của California ở mức cao nhất từ trước đến nay, thống đốc Gavin Newsom công bố kế hoạch ngân sách mới, theo đó thì cắt giảm thuế, đồng thời hứa hẹn sẽ chi trả phí chăm sóc sức khỏe cho tất cả những người di dân trưởng thành có thu nhập thấp tại tiểu bang đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Theo đài KTOA, California sẽ tiêu khoảng 2,2 tỷ Mỹ Kim tiền thuế mỗi năm để trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe cho những người di dân có thu nhập thấp. Trong khi đó, việc cắt giảm thuế của ông Newsom sẽ làm giảm doanh thu hơn 6,5 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, California hiện có thặng dư dự trù là 45,7 tỷ Mỹ Kim, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong việc thu thuế trong thời kỳ đại dịch. California đánh thuế những người giàu có nhiều hơn những người có thu nhập thấp, đến mức vào năm 2019, 1% người có thu nhập cao nhất đã nộp gần 45% tất cả các khoản thuế thu nhập của tiểu bang. Trong thời kỳ đại dịch, nhóm 1% này cũng trở nên giàu có hơn, mặc dù California có tỷ lệ thất nghiệp cao cả nước. Tiểu bang này vẫn thu được ít nhất 25 tỷ Mỹ Kim tiền thuế nhằm vào lãi vốn vào năm 2021, con số cao nhất từ trước đến nay. Lãi vốn là capital gain, là thu nhập đến từ việc bán một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, và là cách hầu hết những người giàu có kiếm tiền. Kế hoạch của ông Newsom, nếu được ký thành luật, sẽ phải chi phí chăm sóc sức khỏe cho thêm 700.000 người di dân có thu nhập thấp. Người đóng thuế ở California đã phải trả chi phí chăm sóc sức khỏe cho những người di dân có thu nhập thấp từ 26 tuổi trở xuống và có kế hoạch chi trả cho những người 50 tuổi trở lên vào tháng 5 này. Đề nghị của ông Newsom sẽ bao gồm tất cả những người còn lại bắt đầu từ tháng 1 năm 2024. Kế hoạch của thống đốc Newsom nếu trở thành luật sẽ bao gồm gần 700.000 người bổ sung. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh California Mark Galley cho biết tiểu bang đã hỗ trợ những người này thông qua tổ chức từ thiện, cấp cứu và các hình thức chăm sóc miễn phí khác. Và các viên chức tin rằng việc bảo đảm dân số này theo thời gian sẽ giảm được những chi phí y tế. Thì đây là cách tính mới của bên tiểu bang California. Thì họ dùng những cái tiền thuế của những người giàu có nhất họ lấy ra và họ san sẻ cho những người nghèo và những người là khoảng 700.000 người di dân, có nghĩa là di dân không có giấy tờ đó, họ sẽ giúp đỡ cho những người đó. Thì đó cũng là một lý do mà tại sao các công ty lớn, những người giàu có nhất của California lại phải rời California đi. Quý vị thấy rất là kinh khủng, chỉ có 1% những người giàu mà tiền thuế họ đóng đã hết 45% của toàn tiểu bang California. Đúng là một tiểu bang dân chủ ha, theo cái kiểu mà lấy của người giàu để mà san sẻ bớt cho người nghèo đó quý vị. Rất là nhiều người dân ở California đã phản đối về cái luật mới vừa đưa ra của thống đốc Gavin Newsom, bởi vì họ nói là những cái người dân Mỹ, những người có thẻ xanh, những người có quốc tịch Mỹ là những người làm việc và đóng thuế rất là cực khổ.
mà bây giờ lại phải nai lưng đóng thuế để nuôi cho những người mà họ không có giấy tờ đầy đủ để mà ở lại Mỹ. Người dân Mỹ sẽ được cung cấp khẩu trang miễn phí. Vào ngày 13 tháng 1, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ cung cấp miễn phí khẩu trang chất lượng cao cho người dân trong bối cảnh mà những ca bệnh từ biến thể mới đang tăng cao trên khắp cả nước. Tuyên bố được ông đưa ra trong một cuộc họp trực tuyến ở Tòa Bạch Ốc. Ông Biden cho biết Mỹ đã tăng hơn gấp 3 lần kho dự trữ quốc gia về khẩu trang N95 có tính bảo vệ cao và lưu ý khẩu trang là một công cụ quan trọng giúp kiểm soát sự lây lan của biến thể mới. Chúng tôi đã giúp bảo đảm các loại khẩu trang chất lượng cao được phổ biến rộng rãi, nguồn cung dồi dào với giá cả phải chăng được bán trực tuyến và tại các cửa hàng. Nhưng tôi biết rằng đối với một số người Mỹ, khẩu trang không phải lúc nào cũng phù hợp với túi tiền hoặc thuận tiện để mua. Vì vậy tuần tới chúng tôi sẽ thông báo cách thức cung cấp miễn phí khẩu trang chất lượng cao cho người dân Mỹ. Trước đó, ngày 12 tháng 1, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng đã giới thiệu lại luật nhằm phân phát miễn phí khẩu trang N95 cho người dân Mỹ. Dự luật này hiện nhận được sự đồng bảo trợ của 50 nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện. Nếu dự luật được ban hành, mọi người dân ở Mỹ sẽ nhận được một gói với 3 khẩu trang N95. Có nghĩa là mỗi người dân thì được một cái gói và trong đó có 3 cái khẩu trang N95 là loại khẩu trang mà loại tốt nhất bây giờ. Có thể là ngăn ngừa mà nó là 95% cái mầm mống gây bệnh đó quý vị. Nói ra tính mỗi người 3 cái khẩu trang thôi. Nhưng mà nước Mỹ mấy trăm triệu dân thì một cái số tiền cũng rất là lớn. Quá nhiều luôn quý vị. Nhưng mà thật sự mà nói thì 3 cái khẩu trang N95 thì mình sử dụng được bao lâu? Cũng không có bao lâu. Mình cũng không nên mà sử dụng đi sử dụng lại nhiều quá, phải không quý vị? Thì hồi đó có lúc mà thời gian khan hiếm đó, thì Lộc với Loan cũng sử dụng lại bằng cách là mình mua những cái chai thuốc xịt á. Khi mà mình xài xong cái này thì mình xịt mình đem về á, mình xịt xong để nó cho nó để qua ngày mai mình xài tiếp, thì nó mình cứ xài xoay vòng vậy. Rồi còn không thì mua cái loại mà máy nóng á, máy hít á, máy sấy tóc á, xịt vô sấy diệt virus. Nhưng mà mình thấy cũng xài lại chừng khoảng 3 lần là thấy quá rồi, chứ mình cũng không có thể mà mình xài nhiều hơn. Bỏ vô máy giặt được không? Cho nó hư. Đảng Cộng Hòa đe dọa tẩy chay Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ. Ủy ban quốc gia Đảng Cộng Hòa cho biết vào ngày thứ Năm, họ đang lên kế hoạch thay đổi quy tắc buộc các ứng cử viên Tổng thống đang tìm kiếm sự đề cử của đảng phái ký cam kết không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận nào do Ủy ban tranh luận Tổng thống CPD tổ chức. Nếu cuối cùng được ban hành và thực thi, nó sẽ thay đổi cơ bản cách thức tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ trong nhiều thập niên. Trong một lá thư gửi đến ủy ban lần đầu tiên được báo cáo bởi The New York Times và được Associated Press có được, Chủ tịch RNA Ronna McDaniel đã bày tỏ sự thất vọng với một danh sách dài các khiếu nại, bao gồm cả những lo ngại về việc lựa chọn người điều phối. RNC đã chia sẻ mối quan tâm của chúng tôi với CPD một cách thiện chí, ghi lại cẩn thận lý do tại sao đảng và cử tri mất niềm tin vào tổ chức CPD, và chúng tôi đã đề xuất những cải cách thông thường sẽ khôi phục lòng tin trong quá trình tranh luận. Thật không may, cả giọng điệu hay nội dung của câu trả lời mới nhất của CPD đều không khơi gợi niềm tin rằng CPD sẽ giải quyết một cách có ý nghĩa các vấn đề nghiêm trọng mà RNC đã nêu ra. Theo đó, RNC sẽ bắt đầu quá trình sửa đổi quy tắc của Đảng Cộng Hòa tại cuộc họp mùa đông sắp tới để cấm các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong tương lai tham gia vào các cuộc tranh luận do CPD tài trợ. Cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng tới. CPD cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ gặp trực tiếp các ứng cử viên điều kiện để mời tham gia vào các cuộc tranh luận của mình. Các kế hoạch của CPD trong năm 2024 sẽ dựa trên sự công bằng, trung lập và cam kết chắc chắn để giúp công dân Mỹ tìm hiểu về các ứng cử viên và các vấn đề, CPD đã nói. Và vấn đề chưa rõ điều gì sẽ diễn ra trong cuộc tranh luận nếu mà ứng cử viên Đảng Cộng Hòa bị tẩy chay. Các sự việc được truyền hình trực tiếp giúp cho cử tri cơ hội duy nhất để xem các ứng cử viên xuất hiện cạnh tranh và bắt buộc những người tranh cử phải cân nhắc về nhiều chủ đề, chính sách đối nội và đối ngoại.
Phát ngôn nhân của RNC Daniel Alvarez cho biết đảng đang tìm kiếm một đối tác tổ chức tranh luận thay thế tiềm năng, mặc dù RNC có khả năng thay đổi nhiều quy tắc của đảng giữa quy ước 4 năm một lần, nhưng quyết định cuối cùng về việc có tham gia vào các cuộc tranh luận hay không sẽ thuộc về ứng cử viên cuối cùng vào năm 2024 của đảng Cộng Hòa. Người được đề cử có thể dễ dàng tước bỏ quy tắc do những người trong đảng soạn thảo nếu người được đề cử tin rằng họ có lợi khi tham gia các cuộc tranh luận. Ủy ban tranh luận được thành lập vào năm 1987 để bảo đảm vì lợi ích của cử tri Hoa Kỳ. Các cuộc tranh luận tổng tuyển cử giữa các ứng cử viên hàng đầu cho các chức vụ tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ là một phần thường trực của quá trình bầu cử. Sau khi CNBC tổ chức một cuộc tranh luận vào tháng 10 năm 2015 đã thu hút sự chỉ trích từ các ứng cử viên vì các câu hỏi dẫn đến cuộc xung đột giữa các ứng cử viên, RNC đã thông báo rằng họ sẽ cấm NBC và các chi nhánh của nó tổ chức các cuộc tranh luận sơ bộ trong tương lai. Và trước các cuộc tranh luận tổng thống vào năm 2020, thì RNC và chiến dịch của ông Trump đã làm việc công khai để chọn người tổ chức cuộc tranh luận. Tuy nhiên thì cựu tổng thống Donald Trump vẫn lên tiếng phàn nàn rằng những người điều phối được lựa chọn lại thiên vị cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Hàng không mẫu hạm và tàu tấn công đổ bộ của Mỹ cùng tiến vào Biển Đông. Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson mang theo phi cơ tàng hình F-35C cùng tàu tấn công đổ bộ USS Essex và các khu trục hạm hộ tống đã tiến về phía nam của Biển Đông. Hai nhóm tàu dự kiến sẽ tập trận tại khu vực trong vài ngày tới. Tổ chức sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông SCSPI, một tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc, cho biết hai nhóm tàu chiến Mỹ đã tiến vào Biển Đông vào tối ngày 11 tháng 1 từ hai hướng khác nhau. Hải quân Mỹ vẫn chưa công bố kế hoạch của hai nhóm tàu, nhưng theo báo South China Morning Post, những tàu hàng không mẫu hạm và tàu tấn công đổ bộ của Mỹ sẽ cùng gặp nhau và sẽ có các hoạt động chung trong thời gian trên Biển Đông. Dựa trên tín hiệu AIS và các thông tin tình báo mở ONI, SCSPI cho biết là nhóm hàng không mẫu hạm ISS, các tàu đổ bộ khác là hàng không mẫu hạm Portland và hàng không mẫu hạm Pearl Harbor. Nhóm này được hai tàu khu trục USS Oaken và USS Michael Murphy hộ tống tiến vào Biển Đông theo eo Biển Đông của Malacca. Và tàu hàng không mẫu hạm Carl Vinson thì tiến vào Biển Đông từ phía đông sau thời gian hoạt động trên biển của Philippines. Hình ảnh được Hải quân Mỹ công bố ngày 12 tháng 1 cho thấy sau khi vào khu vực, tàu hàng không mẫu hạm đã tiến hành một số hoạt động vào ban ngày và ban đêm. Nếu hai nhóm tàu này gặp nhau, đây sẽ là lần Mỹ tập trung nhiều tàu đổ bộ nhất tại Biển Đông trong vài năm trở lại đây. Sự việc diễn ra không lâu sau khi mà hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc đã tiến xuống Biển Đông diễn tập định hướng chiến đấu thực tế vào cuối tháng 12 năm ngoái. Cùng thời gian này, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cũng băng qua eo biển nằm giữa các đảo do Nhật kiểm soát để tiến ra Tây Thái Bình Dương. Hình ảnh do phía Trung Quốc công bố cho thấy hàng không mẫu hạm trực thăng JS Izumo của Nhật xuất hiện gần nhóm tàu Liêu Ninh như đang giám sát. Hồi tháng 7 năm 2020 và tháng 2 năm 2021, hai nhóm hàng không mẫu hạm của Mỹ đã hội quân và phô diễn sức mạnh trên Biển Đông vào thời điểm căng thẳng dâng cao vì các cuộc hoạt động tập trận của Trung Quốc. Hàng không mẫu hạm Carl Vinson không xa lạ với Biển Đông và đã từng nhiều lần đi vào khu vực, bao gồm là nhiều lần tập trận chống tàu ngầm chung với những chiến tàu hàng không mẫu hạm khác của Nhật vào tháng 11 năm ngoái. Chỉ còn 3 tuần nữa là tới Thế vận hội mùa đông của Bắc Kinh và Tết Nguyên Đán, nên Trung Quốc dường như đang hy vọng không có căng thẳng quân sự tại khu vực Biển Đông, và Bắc Kinh luôn đổ lỗi cho những căng thẳng khu vực là do các nước bên ngoài như là Mỹ đưa tàu đến. Đáp trả điều luận này, Washington và nhiều nước tuyên bố bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông là vấn đề quan trọng nằm trong lợi ích của các nước vì đây là nơi tập trung nhiều tuyến giao thương quốc tế. Mỹ vừa mới ban ra những cái lệnh mà về Biển Đông thì cho liền những cái hàng không mẫu hạm rồi tàu đổ bộ tiến về hướng đó liền. Thì đó, họ đã đưa ra 47 công bố 47 trang về những cái gọi là điều khoản mà Trung Quốc nói là cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, đó là của lịch sử Trung Quốc, thì Mỹ đã đưa ra những cái bằng chứng để mà nói cho biết là đây không phải là cái thuộc của Trung Quốc, không được công nhận. Và tiếp theo là những chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng đã đi vào khu vực để mà coi như bảo vệ những cái nước lân cận, đó quý vị.
thì nói không thì không sợ, đưa quân vô đi rồi thấy, phải phải hăm dọa, phải làm dữ dội mới được, tại vì cái anh bên kia là cái miệng của ảnh cũng dữ dội mà ảnh cũng làm dữ lắm. Một nhóm đã tiêm kích đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Vào ngày 13 tháng 1, đại sứ quán Mỹ ở Iraq thông báo đã bị một nhóm tiêm kích, và những cái vụ này nhắm tới nhân viên của Mỹ ở Iraq và Syria. Trong thông báo trên Twitter ngày 13 tháng 1, đại sứ quán đã nói là cái nhóm này có âm mưu cản trở an ninh, chủ quyền và các mối quan hệ quốc tế của Iraq. Thông báo cũng nhấn mạnh rằng những cái cuộc công kích như vậy không chỉ nhắm đến cơ sở ngoại giao mà cả chủ quyền của Iraq. Thông báo không cung cấp thêm chi tiết về vụ công kích này. Trong khi đó, theo một số hãng truyền thông quốc tế, ít nhất có 4 trái rocket đã nhắm vào vùng xanh ở thủ đô Baghdad, nơi đặt đại sứ quán Mỹ, và 3 trái trong số đó đã rơi trong bán kính của đại sứ quán. Trái rocket còn lại đã trúng vào một trường học ở một khu dân cư gần đó. Nhiều vụ đã xảy ra trong những tháng này nhắm tới những khu vực có nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria. Những cái cuộc này bắt đầu từ ngày 3 tháng 1, nhân dịp năm thứ 2 sau khi mà tướng Qasem Soleimani của Iraq đã bị hại trong một cái vụ mà máy bay không người lái của Mỹ vào hồi năm ngoái, chúng ta cũng đã được biết đó thưa quý vị. Và quân đội Mỹ đã chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Iraq từ tháng 12 năm ngoái, nhưng mà vẫn duy trì khoảng 2.500 quân ở đây để mà thực hiện vai trò cố vấn cho lực lượng ở nước này. Tin vui từ hãng dược AstraZeneca. Hãng dược của Anh và Thụy Điển AstraZeneca đã tuyên bố mũi chích tăng cường của hãng có thể sinh ra kháng thể chống lại biến chủng mới và những chủng khác. AstraZeneca và các đối tác sản xuất đã cung cấp hơn 2 tỷ liều vaccine trên toàn cầu. Reuters đưa tin vào ngày 13 tháng 1, thông báo kết quả thử nghiệm sơ bộ mũi tăng cường của Vaxzevria của hãng. Theo đó thì mũi này đã sản sinh ra kháng thể chống lại biến chủng mới và những biến chủng trước đây. AstraZeneca công bố kết quả dựa trên việc phân tích mẫu máu của người đã được chích mũi tăng cường sau khi mà chích mũi thuốc này hoặc là một cái mũi của AstraZeneca trước đó, và họ sẽ nộp dữ liệu này đến các cơ quan quản lý toàn cầu trong bối cảnh mà nhu cầu về mũi tăng cường đang tăng mạnh. Vaxzevria là loại mới của AstraZeneca phối hợp phát triển với nhà nghiên cứu Đại học Oxford của Anh, và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Oxford tháng trước chỉ ra rằng liệu trình 3 mũi của Vaxzevria có khả năng làm tăng lượng kháng thể trong máu, chống lại siêu biến chủng. Thông báo ngắn gọn của AstraZeneca hôm nay không nêu rõ chi tiết, nhưng mà đây là được xem là tuyên bố đầu tiên của AstraZeneca về cái tiềm năng của cái mũi mới này. Thêm một cái tin vui nữa cho thế giới thì họ có thêm những cái phát minh mới và tạo ra những cái kháng thể mới nữa chống lại cái căn bệnh thế kỷ này quý vị ơi. Coi như là cái loại này mình chích cái mũi tăng cường thì nó chống được cái biến thể mới, cái biến thể mà mấy ngày hôm nay coi như là nó dập cả thế giới, mà Mỹ thưa quý vị, mấy hôm nay những cái khu vực ở xung quanh Hồng Loan đây cũng quá trời những người bệnh. Thì những giờ, người mà người mình biết luôn đó, những người thân mình biết luôn đó là cũng bệnh rất là nhiều. Dạ, nhưng mà cũng may mắn là mình cũng đã có chích ngừa rồi thì cũng không có bị bệnh nặng lắm, nhưng mà coi như là rất là nhiều người đang bị bệnh và cũng đã trải qua căn bệnh này. Người cha dẫn con gái 7 tuổi chạy trốn để ngăn con chích ngừa. Người đàn ông ở Canada thừa nhận trên một chương trình rằng anh ta đang giữ con gái mình khỏi người mẹ và đang ở một địa điểm không được tiết lộ vì anh không muốn con mình chích ngừa. Giờ đây thì người mẹ đang nhờ công chúng giúp đỡ để tìm ra hai người. Người cha là Michael Jackson đã xác nhận rằng ông đang chạy trốn cùng con gái 7 tuổi và cả hai vợ chồng này đã ly hôn. Người cha đã nói là vợ anh ấy định đưa đứa trẻ đi chích ngừa khi nó được các viên chức chính phủ phê duyệt, nhưng anh ấy không thể để nó xảy ra. Cô con gái sau đó đã nói trong chương trình rằng cô không muốn chích vì nó có thể thay đổi DNA của bạn và khiến bạn bị bệnh, mặc dù những cái điều đó đã bị viên chức y tế bác bỏ. Jackson nói rằng tôi phải bảo vệ con gái mình. Tôi đang theo Chúa và tôi đang làm những gì Chúa muốn tôi làm. Người mẹ Maria Carl Jackson hiện đang cầu xin công chúng giúp đỡ tìm kiếm hai người để con gái có thể trở về nhà. Một luật sư của bà đã cho biết là hai lệnh tòa thu hồi quyền giám hộ của người cha và tuyên bố rằng cô bé 7 tuổi phải được trả ngay cho mẹ.
Nhưng mà khi các nhân viên cảnh sát của Saskatchewan đến nhà của người cha để mà thực thi lệnh thì không thấy ai ở đó. Luật sư đã nói có vẻ anh ta không có ý định trả lại cô bé và có lý do để họ tin rằng họ không ở tỉnh Saskatchewan nữa. Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ điều gì tương tự như thế này, cô đã nói. Maria Carr Jackson cho biết cô lo lắng cho sự an toàn của con mình và chỉ muốn cho con được trở về nhà. Đúng rồi, người mẹ rất là lo lắng. Mình không nói về vấn đề là người cha không có muốn do chích ngừa, mà vấn đề không biết người cha này khi mà làm những điều như vậy thì ông có bị mất bình tĩnh hay là có điều gì xảy ra hay không, mà bắt con đi mà trốn biệt như vậy thì làm cho người mẹ lo lắng lắm thưa quý vị. Cũng mong là những người ở bên phía Canada và cảnh sát cùng hỗ trợ nhau để mà tìm lại được cô bé này. Tin Việt Nam, nghệ sĩ Bạch Tuyết kỳ vọng đưa cải lương đến gần khán giả hơn. Nghệ sĩ Bạch Tuyết cho biết show cải lương gửi người tri kỷ trên nền tảng e-box sẽ là một thử nghiệm mới và cô mong được khán giả ủng hộ. Trong một cuộc trò chuyện với lại báo chí thì cô cho biết là trước những cái biến động mà của dịch bệnh thì nghệ sĩ cũng như là rất là nhiều người không có được đến sân khấu biểu diễn thì phải chuyển qua những cái hình thức như là livestream hay là những cái show ca nhạc online để mà mới được gần gũi với lại quý khán giả. Thì cải lương cô mong đây cũng không là ngoại lệ và mong rằng cải lương cũng sẽ bắt nhịp với những hình thức phát sóng trực tuyến đang rất là lên ngôi trong thời điểm gần đây. Thì cô cho biết là sẽ có một cái chương trình Người Tri Kỷ 2 với sự góp mặt của nghệ sĩ Bạch Tuyết và nghệ sĩ Diệu Hiền cùng với ngón đàn là nghệ sĩ Thanh Hải. Thì Hồng Loan thấy đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay. Có rất nhiều những chương trình ca nhạc mà dạo gần đây chúng ta xem livestream rồi xem rất là nhiều ha, thì bây giờ đến chương trình cải lương và kỳ này là có sự góp mặt của nghệ sĩ Bạch Tuyết và cô Diệu Hiền nữa. Cô Diệu Hiền thì mặc dù cô lớn tuổi nha quý vị, mà giọng ca của cô vẫn rất là sang sảng. Vài năm trước mình gặp cô rất là thường ha, thì giọng ca cô vẫn như vậy và đến bây giờ thì Hồng Loan cũng hy vọng là sức khỏe của cô vẫn tốt như vậy thưa quý vị. Thì cái chương trình này sẽ có những cái vở diễn rất là hay như là Bạch Thu Hà, như là Trụ Dương Thiêu Mình, trích đoạn Thái Hậu Di Nhân Nga chẳng hạn. Và cô Diệu Hiền sẽ thể hiện một cái bản do cô chính là cái soạn giả và cô là hát luôn. Đó là bài Du Lan Tìm Mẹ và bài Công Mẹ Ơn Thầy là những cái bài mà cô Diệu Hiền đã tự sáng tác đó quý vị. Thì cô Bạch Tuyết nói là ngoài những cái trích đoạn, những cái ca cổ mà khán giả yêu cầu thì cô Diệu Hiền và cô Bạch Tuyết cũng sẽ ngồi lại để mà tâm sự những cái kỷ niệm về cái cuộc đời đi hát của mình đến với quý vị. Thì Hồng Loan thấy đây cũng là một cái chương trình rất là quý trong cái thời điểm hiện nay mà có những người nghĩ đến cải lương để mà gìn giữ những cái truyền thống của người Việt Nam mình, thì điều đó rất là mừng. Và mình cũng mong là từ cái chương trình này và sắp tới sẽ có thêm nhiều những cái chương trình cải lương và đặc biệt cho quý khán giả gặp gỡ lại những cô chú, những người nghệ sĩ mà đã cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật sân khấu cải lương thưa quý vị. Thì cái chuyện này cũng không gọi là mới, tại vì bên Mỹ đã có chương trình của nghệ sĩ Phượng Mai cũng đã phát những cái chương trình liên tục trong vòng từ năm 19, năm 20 cho tới bây giờ đúng không quý vị. Và những cái chương trình về cải lương, những cái bài hát về cải lương, những tiền tuồn tích về cải lương thì liên tục một tuần 3 lần như vậy thì cũng rất là hay, cũng muốn giữ lại cái cải lương. Nhưng mà có lẽ là rất là khó quý vị, tại vì khi mà coi những cái khi mà phát những cái chương trình đó lên đó, thì lại dính những cái bản quyền về những cái bài hát, nếu mà hát về tân cổ đó thì hay bị dính vào cái bản quyền và không có lợi nhuận gì hết, nên rất là khó cho những người làm chương trình quý vị. Rồi, tin chính đã hết, giờ tới phần tin phụ nha. Rồi, ok, cho phép okay. Kể tin phụ. Hả? Cho phép kể tin phụ. Ghê vậy, hôm nay cho phép. Ủa mày giơ tay chưa vậy? Chưa, không nhớ. Giờ chưa? Không nhớ luôn à. Rồi, kể chuyện nha. Rồi, kể đi. Nghe chuyện lạ không? Chuyện gì? Chuyện ai can đảm nhất? Rồi, kể. Có ba nước. Nhật,
Mỹ và Việt Nam, thì coi ai là người can đảm nhất thế giới thì người Mỹ mới cầm cái súng ha, để vô bụng mắng bùm và nói ta là người can đảm nhất. Cái xong kia người Nhật nói anh gì mà can đảm, sao không bằng một góc tôi, cầm con dao, tinh thần samurai á, cầm một con dao vỗ tay rần nữa, rồi Nhật chiến thắng. Tại Nhật là người can đảm nhất, bắn súng rầm thì cũng đâu có gì đâu, cũng này vô mà còn quậy nữa. Việt Nam nói mấy anh đợi tôi, chưa có gì mà mấy anh đã la lớn rồi. Để xong cái người Việt Nam đi lên cầm theo một cái mìn và một cái cưa, cưa này cưa qua cưa lại, cưa qua cưa lại, cưa qua cưa lại, bàn giám khảo với mọi người chạy hết và vỗ tay nói Việt Nam can đảm nhất thế giới. Có mình Việt Nam dám cưa bơm mà quý vị ơi. Mà ở Việt Nam cái chuyện này có thiệt luôn. Có thiệt. Có những người họ ở dưới quê đó quý vị, thì họ lượm được bán sắc dụng, họ cưa để mà họ lấy sắc dụng bán. Ừ. Thì cũng có nhiều vấn đề xảy ra xung quanh cái vụ này nhiều lắm. Nhưng mà đây đúng là can đảm. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yêu thương và cũng đã thông cảm cho chương trình Loan Lộc từ bữa giờ. Tại sao nó cứ đeo đẳng mình dai dẳng từ đầu năm đến bây giờ, mình hy vọng cho tới trước Tết là nó sẽ hết đi mà sao không có thấy được cái sự giải quyết. Quý vị thông cảm giùm Loan Lộc nha, trời ơi khổ tâm dễ sợ. Quý vị có quen thầy pháp nào không chỉ cho Lộc với Loan để mình coi cái tính toán rồi cái thầy pháp này trị cái bệnh này kỳ quá YouTube. Bữa có cô Rose Nguyễn gì đó, bộ tụi con hết cái gì để làm mà tụi con cứ cái tin đó tụi con đưa hoài vậy, tụi con làm cái kỳ mà cô la mà trời ơi, mình vừa buồn mình vừa mắc cười mà mình phải giải thích để cô hiểu, mình không muốn chuyện đó xảy ra chút xíu nào hết. Rất là mong quý vị thông cảm và rất cảm ơn quý vị đã thông cảm cho Loan và Lộc, và rất là mong nhận được like, share, subscribe từ quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.